Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đã lựa chọn theo dõi chương trình Thông tin ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay, thứ Sáu ngày 7 tháng 8. Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai kế hoạch thực thi hiệp định EVFTA. Tiếp tục thông tin về tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Quảng Nam. Phương pháp tiềm năng điều trị COVID-19. Thưa quý vị, sáng qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến với chủ đề triển khai kế hoạch thực thi hiệp định EVFTA, hiệp định có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2020 như con đường cao tốc hướng Tây, kết nối Việt Nam với một không gian thị trường hơn 450 triệu dân và có tiềm năng hàng đầu thế giới. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hoàng Minh chủ trì tại điểm cầu Quảng Nam, cùng với sự tham gia của Sở Công Thương và lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Theo các chuyên gia, hiệp định sẽ tạo ra động lực mạnh mẽ cho quan hệ thương mại Việt Nam và EU, hiện là đối tác thương mại lớn thứ tư, thị trường xuất khẩu thứ hai và nhà đầu tư đứng thứ năm của Việt Nam. Hiệp định là cơ hội vàng để giúp hai bên đẩy mạnh hợp tác và cùng phát triển. Ngay sau khi EVFTA có hiệu lực, 84% các dòng thuế chiếm 71% xuất khẩu của Việt Nam sang EU sẽ được giảm xuống mức 0%. Sau 7 năm, 99,2% các dòng thuế chiếm 99,7% xuất khẩu Việt Nam sang EU sẽ được loại bỏ. Đây là mức cam kết cao nhất mà một đối tác dành cho Việt Nam. Mặt khác, người tiêu dùng Việt Nam sẽ được hưởng lợi 65% khi giá trị xuất khẩu của EU sang Việt Nam được miễn thuế nhập khẩu ngay sau khi thỏa thuận có hiệu lực. Phần còn lại sẽ được loại bỏ theo các lộ trình cam kết 10 năm. Nhấn mạnh 6 nhóm thách thức đặt ra cho các doanh nghiệp Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các doanh nghiệp trong nước cần đổi mới mô hình tăng trưởng, tự thay đổi chính mình và vươn đến những mục tiêu cao hơn. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định EVFTA là hiệp định thương mại tự do thế hệ mới toàn diện, đem lại cơ hội cho cả hai phía Việt Nam và EU, đáp ứng mong đợi của người dân và doanh nghiệp. Những cam kết trong EVFTA cũng dự kiến mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang châu Âu với mức tăng gần 45% vào năm 2030 so với kịch bản không có hiệp định. Đồng thời, hợp tác toàn diện này cũng dự kiến mang đến gần 150.000 việc làm mới mỗi năm. Hiệp định thế hệ mới này cũng được kỳ vọng hỗ trợ Việt Nam và EU đẩy mạnh các nỗ lực khôi phục kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, khi mà sản phẩm từ hai phía hầu như không đối đầu cạnh tranh trực tiếp. Phần lớn sản phẩm từ hai phía là những sản phẩm bổ trợ cho nhau. Cũng trong sáng qua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Văn Tân đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Quế Sơn liên quan đến công tác chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Tính đến sáng ngày 6 tháng 8, huyện Quế Sơn có 2 ca dương tính với COVID-19. Hiện đang tiếp tục truy tìm F1, F2 liên quan đến các ca này. Ủy ban nhân dân huyện đã thành lập các khu cách ly tập trung tại thao trường 3 trong 1, ban chỉ huy quân sự huyện, trung tâm y tế xã Quế Cường Cũ, trường mẫu giáo Đông Phú, trụ sở Ủy ban nhân dân xã Quế Cường Cũ, trường trung học cơ sở Quế Châu, với số lượng người cách ly tập trung hiện tại là 188 người, cách ly tại nhà với hơn 2.300 người. Huyện cũng đã lập 10 chốt kiểm soát dịch bệnh tại các nút giao thông, kiểm tra việc cách ly xã hội theo chỉ thị 16, khuyến cáo cán bộ, công chức, viên chức và người dân cài đặt ứng dụng Bluezone, ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành xử lý công việc. Người dân cũng rất ý thức đến công tác phòng chống dịch. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quế Sơn cũng đã tiếp nhận hàng tiền mặt trị giá hơn 250 triệu đồng để hỗ trợ phòng chống dịch. Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Văn Tân đánh giá cao kết quả của địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là công tác ứng phó ngay sau khi phát hiện ca dương tính, khẩn trương điều tra yếu tố dịch tễ, truy vết F1, F2, phong tỏa khu dân cư. Thời gian đến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Văn Tân đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Quế Sơn cần tập trung làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, đồng thời bắt buộc cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm đối với các ca bệnh trở về từ các bệnh viện có ca dương tính với COVID-19 ở Đà Nẵng từ ngày 18 tháng 7 đến nay, cách ly tại nhà đối với các trường hợp có dấu hiệu sốt, ho, khó thở. Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang bùng phát ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh, để đảm bảo cho kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, chiều qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân đã đi kiểm tra thực tế tại một số địa phương về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020. Năm nay, huyện Bắc Trà My có hơn 370 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020. Trong đó, trường Trung học phổ thông Bắc Trà My có gần 280 thí sinh, trường phổ thông dân tộc nội trú nước Oa 96 em và có 6 thí sinh tự do. Điểm thi được tổ chức tại trường Trung học phổ thông Bắc Trà My. Trong số 370 thí sinh, có 200 em học sinh là người đồng bào dân tộc Ca Dông.
nên việc chuẩn bị nơi ăn chốn ở cho các em được nhà trường chuẩn bị đầy đủ. Vì kỳ thi diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 đang bùng phát, nên điểm trường Trung học Phổ thông Bắc Trà My đã chuẩn bị 7 máy đo thân nhiệt, phun thuốc khử trùng tất cả các phòng, 3 máy tự động rửa tay sát khuẩn, 500 khẩu trang y tế. Ngoài ra, ban giám hiệu trường chuẩn bị nước uống, nhà trường phối hợp với địa phương thành lập tổ tự nguyện nhằm hỗ trợ các em học sinh và phụ huynh trong thời gian diễn ra kỳ thi. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu chính quyền địa phương, trưởng tổ điểm thi cần tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2020 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, tạo được an toàn cho thí sinh, an tâm với phụ huynh. Nhằm đảm bảo các điều kiện cho các em học sinh thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông đợt 1 năm 2020 trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có công văn chuyển dời điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh về địa điểm thi tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Cơ sở Nam Giang. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu huyện Nam Giang xây dựng phương án cụ thể triển khai tổ chức kỳ thi đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thí sinh và cán bộ giáo viên làm công tác thi, chuẩn bị chu đáo đầy đủ các điều kiện về nhân lực và cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2020 đảm bảo an toàn, nghiêm túc, chất lượng, đúng quy chế thi. Đến thời điểm hiện tại, huyện miền núi Nam Giang công tác chuẩn bị cho kỳ thi cơ bản đã hoàn tất, đảm bảo đủ mọi điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị tại các điểm thi. 158 thí sinh tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh đã đến địa điểm thi tại huyện Nam Giang để ổn định chỗ ăn ở, đảm bảo cho kỳ thi. Ngoài điểm thi Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh chuyển lên, huyện Nam Giang có thêm 2 điểm thi tại Hội đồng thi số 49 Trường Trung học Phổ thông Nam Giang và Hội đồng thi số 50 Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Văn Trỗi. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có quyết định 2153 về việc phong tỏa tạm thời khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn huyện Đại Lộc. Cụ thể, khoanh vùng phong tỏa cách ly tạm thời 14 ngày, bắt đầu từ 0 giờ ngày 6 tháng 8 năm 2020 đối với tổ dân cư số 3, thôn Tích Phú, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc. Khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao với khoảng 69 hộ, 214 nhân khẩu. Thực hiện các biện pháp khẩn cấp về phòng chống dịch theo quy định của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm và triển khai ngay các hoạt động tại kế hoạch số 58-2020 của Ban chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch COVID-19, trừ hoạt động điều trị ở mức ứng phó cấp độ 3 trên địa bàn huyện Đại Lộc. Chiều qua, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca cùng đại diện lãnh đạo Sở Y tế đã tiếp nhận nguồn ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19 từ Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng. Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Quảng Nam, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng đã hỗ trợ 5 tỷ đồng và 200.000 khẩu trang y tế để cùng chính quyền và nhân dân Quảng Nam chiến đấu với dịch bệnh COVID-19. Với nguồn hỗ trợ này, Tiến sĩ Trần Anh Cường, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hải Phòng mong muốn sẽ tiếp sức cùng Quảng Nam mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh. Trao đổi tại buổi tiếp nhận, đồng chí Võ Xuân Ca gửi lời cảm ơn đến sự hỗ trợ kịp thời của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng, đồng thời cho biết nguồn hỗ trợ sẽ được tỉnh Quảng Nam sử dụng đúng mục đích, trong đó tập trung chăm lo cho người dân tại các khu cách ly tập trung và phân bổ về ngành y tế để phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh. Chiều cùng ngày, Hội đồng Hương Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh và Hội Doanh nhân Quảng Nam phía Nam cũng đã trao tặng nhiều vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Thông qua kênh Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội đồng Hương Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh và Hội Doanh nhân Quảng Nam phía Nam đã trao tặng khẩu trang, kính bảo hộ và bộ đồ bảo hộ y tế với tổng trị giá 200 triệu đồng để cùng chính quyền và nhân dân Quảng Nam chiến đấu với đại dịch COVID-19. Trước đó, vào sáng qua, Hội đồng Hương Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh và Hội Doanh nhân Quảng Nam phía Nam cũng đã trao tặng 1.400 bộ đồ bảo hộ y tế, gần 43.000 khẩu trang y tế, 1.200 lít cồn sát khuẩn, 4.700 dung dịch sát khuẩn, 60 giường xếp cho các khu cách ly tập trung, 250 thùng mì tôm với tổng giá trị 800 triệu đồng để góp phần hỗ trợ tỉnh Quảng Nam phòng chống dịch bệnh COVID-19. Hội đồng Hương của thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Hương Quảng Nam, thành phố Hồ Chí Minh và Hội Doanh nhân Quảng Nam phía Nam ở tỉnh Hồ Chí Minh thì cũng thống nhất là phối hợp để cùng hỗ trợ kêu gọi bà con đồng hương doanh nhân tại thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ kịp thời cho tuyến đầu mà vùng ổ dịch là Đà Nẵng và Quảng Nam. Thì bên cạnh đó thì qua 3 ngày vận động thì chúng tôi vận động được hơn 1 tỷ rưỡi. Thì chúng tôi đã chuyển về cho mặt trận thành phố Đà Nẵng là 100 triệu tiền hàng hóa thiết bị y tế. Và tỉnh Quảng Nam là 200 triệu là đợt 1.
Trao đổi tại buổi tiếp nhận nguồn ủng hộ phòng chống dịch, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca ghi nhận và gửi lời cảm ơn đến sự hỗ trợ quý báu kịp thời của Hội đồng hương Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh và Hội doanh nhân Quảng Nam phía Nam. Đặc biệt, trong đợt dịch COVID-19 vào tháng 4, hai đơn vị đã có nhiều hỗ trợ thiết thực, chung tay cùng Quảng Nam đẩy lùi dịch COVID-19. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca mong muốn nghĩa cử cao đẹp này sẽ được nhân rộng để Quảng Nam có thêm động lực chiến đấu với đại dịch COVID-19. Cũng trong chiều qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận nguồn vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư và xây dựng Nguyễn Thịnh Phát. Tổng số vật tư y tế ủng hộ gồm 2.500 khẩu trang y tế 4 lớp, 50 bộ đồ bảo hộ phòng chống dịch, 50 mặt nạ ngăn bắn giọt và 300 khẩu trang y tế N95. Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh hôm qua cũng đã đến thăm động viên và tặng quà đội ngũ y bác sĩ đang thực hiện nhiệm vụ chữa trị và phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại 4 bệnh viện là Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, theo sự chỉ đạo của Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam và Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam thực hiện việc tiếp nhận, cách ly và điều trị các bệnh nhân mắc bệnh thông thường được chuyển về từ các bệnh viện Đà Nẵng. Trong khi đó, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam trở thành cơ sở chuyên thực hiện việc tiếp nhận điều trị người bệnh COVID-19. Để việc điều trị được an toàn, trước đó toàn bộ bệnh nhân mắc các bệnh thông thường đang được điều trị tại đây đã được di chuyển vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tại các nơi đến thăm, đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến và hy sinh thầm lặng của các y bác sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ chăm sóc điều trị các bệnh nhân mắc COVID-19. Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh trao hỗ trợ mỗi đơn vị 5 triệu đồng. Từ ngày 31 tháng 7 đến nay, huyện Quế Sơn đã vận động được hơn 600 triệu đồng và nhiều nhu yếu phẩm, vật tư y tế hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Cụ thể, Mặt trận và các hội đoàn thể cấp huyện vận động được 252 triệu đồng, 200 thùng mì tôm, 60 thùng nước suối, 20 thùng sữa, 500 lon cá hộp, 500 khẩu trang y tế N95, 100 hộp khẩu trang y tế, 120 bộ đồ bảo hộ. Các xã thị trấn vận động được 360 triệu đồng và hàng trăm ký gạo, rau củ quả, thực phẩm các loại. Từ nguồn vận động này, huyện Quế Sơn đã kịp thời hỗ trợ cho cán bộ, nhân viên ngành y tế, lực lượng làm nhiệm vụ tại các khu cách ly, chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn và người thuộc diện cách ly tập trung, người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng của dịch bệnh. Thưa quý vị, từ giờ phút này, các bệnh viện để xảy ra tình trạng lây nhiễm trong bệnh viện như Bệnh viện Đà Nẵng, người đứng đầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Đây là đề xuất của các chuyên gia tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 sáng qua. Bộ Y tế cho biết, đến nay đã có 11 tỉnh thành phố ghi nhận ca mắc COVID-19 đều liên quan đến Đà Nẵng và tập trung vào các trường hợp có bệnh lý nền, bệnh nặng tuổi cao. Trước số ca mắc tăng nhanh, trong đó nhiều ca bệnh không điều tra được nguồn lây nhiễm, các ý kiến tại cuộc họp đã đặt ra câu hỏi, liệu các trường hợp từ Đà Nẵng về các tỉnh mắc COVID-19 như Hà Nội, Lạng Sơn, Bắc Giang có phải từ một nguồn lây từ các bệnh viện hay còn nguồn lây nào khác? Đại diện Bộ Y tế cho biết, riêng về xét nghiệm đã có văn bản chỉ đạo các sở chủ động mua sắm trang thiết bị y tế và sinh phẩm tự đàm phán giá để thực hiện xét nghiệm, không chờ thẩm định xét nghiệm từ Bộ Y tế. Vào hồi 5 giờ sáng qua, tại khu vực mốc 1248 thuộc thôn Bản Phải, xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, đồn biên phòng cửa khẩu Chi Ma, bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện một số đối tượng đang vác hàng nhập lậu đi từ bên kia biên giới về Việt Nam. Khi thấy lực lượng chức năng, các đối tượng đã bỏ chạy về phía bên kia biên giới và để lại 18 bao tải bên trong chứa đựng khẩu trang y tế. Qua kiểm đếm, số lượng là 90.000 chiếc. Vụ việc đang được đồn biên phòng cửa khẩu Chi Ma hoàn chỉnh hồ sơ để bàn giao cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật. Công an thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh hôm qua thông tin các lực lượng chức năng vừa kiểm tra khách sạn Yoyo HD, địa chỉ ở đường Lê Thái Tổ, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh và phát hiện 20 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Và điều đáng nói, đây đã làm vụ việc thứ hai chỉ trong vòng một tuần, các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Tại hiện trường, Bùi Thị Thao khai nhận, ngày 4 tháng 8, Thao đã thuê xe taxi đón nhóm người Trung Quốc trên từ thị xã Từ Sơn về thành phố Bắc Ninh và sắp xếp 6 phòng nghỉ trong khách sạn với số tiền hơn 4 triệu đồng một ngày cho các đối tượng.
Bước đầu làm việc với cơ quan chức năng, 20 người Trung Quốc trên đều không xuất trình được giấy tờ cấp phép nhập cảnh của cơ quan có thẩm quyền. Công an thành phố Bắc Ninh đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ đưa nhóm người trên đi cách ly theo quy định, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Trước đó, ngày 1 tháng 8, tại nhà nghỉ Xuyên Điệp 2 ở thôn Kim Bảng, xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh, do Đinh Phú Thượng sinh năm 1989 làm quản lý, Công an thị xã Từ Sơn cũng phát hiện 27 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Ngay sau đó, các lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành đưa 27 người Trung Quốc đi cách ly theo quy định, đồng thời xử lý nghiêm đối tượng Đinh Phú Thượng theo pháp luật. Thưa quý vị, du lịch là một trong những lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất cho đại dịch COVID-19. Chưa kịp hồi phục sau giai đoạn giãn cách xã hội phòng dịch COVID-19, các doanh nghiệp ngành du lịch lại tiếp tục gồng mình ứng phó khi dịch bước vào giai đoạn mới. Chỉ sau hơn một tuần dịch COVID-19 tái bùng phát, khách du lịch đã hủy tour hàng loạt. Theo ghi nhận tại các hãng lữ hành, lượng khách hủy hoãn các tour nội địa của các công ty trong tháng 8, 9, 10 đã đến 90% trên tất cả các hành trình. Trong những ngày qua, nhiều doanh nghiệp chỉ đang tập trung tối đa để xử lý những yêu cầu về hủy hoãn tour của khách. Khó khăn lớn nhất của các doanh nghiệp lữ hành lúc này là xoay sở tìm các phương án bồi hoàn tiền tour. Thời điểm này cũng là một cái khó khăn vô cùng của ngành du lịch và gần như tất cả khách hàng của tất cả nơi đều hoãn và hủy, đa phần là hủy. Đấy, bởi vì cái du lịch thời điểm này cũng nó khách hàng lần trước đã dính cái dịch rồi và lần này cả họ cảm thấy không an toàn. Tôi nghĩ rằng là tâm lý chung thì ai cũng vậy, họ cũng sẽ có cái tâm lý hoang mang và dẫn đến cái việc là mất kiểm soát hoặc là thiếu bình tĩnh trong cái việc là gọi là đòi lại tiền cọc ban đầu khi mà đặt cọc để mua tour. Đó thì cái đấy thì nó lại phụ thuộc vào cái cách giải quyết khiếu nại khách hàng của mỗi đơn vị làm du lịch thôi. Theo đánh giá của các đơn vị, mức độ ảnh hưởng thiệt hại đối với du lịch trong đợt dịch thứ hai này nghiêm trọng và tác động nặng nề hơn so với đợt dịch lần đầu tiên. Bởi các đơn vị đã rất khó khăn từ giai đoạn trước, với tình trạng hiện nay đã có những doanh nghiệp xin rút vốn để trang trải khó khăn. Tôi cũng rất mong là bên cơ quan quản lý nhà nước mà có những cái chính sách cụ thể để làm sao mà hỗ trợ cho các doanh nghiệp du lịch. Để chúng tôi có thể một nếu trường hợp mà xấu nhất xảy ra đó là khách hàng mà đòi bỏ tour hàng loạt thì chúng tôi cũng có những cái biện pháp để làm sao mà hoàn được tiền về cho khách hàng và chúng tôi hoàn được tiền thì chúng tôi không phải bỏ vốn đối ứng ra, bởi vì rõ ràng hiện tại thì tiền bây giờ chúng tôi đã chuyển cho bên các đối tác mà trong khi đó thì là chúng tôi chưa lấy được tiền về. Biết được cái thông tin về Đà Nẵng có ca đầu tiên và sau đó là đến cái tiếp theo là thông tin ở Hà Nội có ca thì nói thật một câu là ngày hôm đấy mình đã gặp tổng giám đốc rồi mình khóc luôn. Bởi vì cái cảm giác của cái người làm nhân sự ấy, khi mà lại nghĩ rằng lại mình ngồi lại với từng bộ phận một, từng nhân viên một để lựa chọn xem là ai sẽ là người tiếp tục làm việc, ai sẽ là người được đi làm, ai là phải là người nghỉ, thật sự là nó rất là xót. Nhiều đơn vị lữ hành cũng đề xuất sau chương trình kích cầu với hiệu ứng rất tốt là người Việt Nam đi du lịch Việt Nam. Lúc này, ngành du lịch nên có thêm cuộc phát động người Việt Nam chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp. Còn hiện tại, một trong những cách chia sẻ khó khăn là khách hàng lùi tour đến thời điểm phù hợp. Thưa quý vị, trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các bệnh viện quá tải vì vừa cách ly điều trị bệnh nhân, vừa phòng chống dịch, Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân từ Bệnh viện Đà Nẵng chuyển vào. Với phương châm chống dịch như chống giặc, quyết tâm cứu chữa bệnh nhân đã và đang được cán bộ y bác sĩ bệnh viện thực hiện quyết liệt. Mời quý vị theo dõi phóng sự sau. Tăng cường phun hóa chất khử khuẩn là hoạt động thường xuyên ở Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam kể từ khi bệnh nhân 416 ở Đà Nẵng được công bố dương tính với virus SARS-CoV-2. Cùng với việc hạn chế tối đa người ra vào, một chốt kiểm soát được lập ngay trong cổng bệnh viện để tầm soát kiểm tra dấu hiệu dịch tễ liên quan đến dịch bệnh COVID-19. Hàng ngày, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 ở bệnh viện diễn ra khẩn trương, quyết liệt, tập trung cao nhất. Mình thăm dò thử là họ có đến từ nơi vùng dịch hay không, có biểu hiện của bệnh hay không, tâm soát với đó họ ra vào tiếp nhận những cá mà nếu như mà có dấu hiệu nghi ngờ thì phân loại vào phòng cách ly. Thứ nhất là chúng tôi sẽ thực hiện công văn 1385 khám sàng lọc ngay tại cổng, ngay từ khi bệnh nhân bước vào cổng đầu tiên. Thứ hai, chúng tôi phải tăng cường hoạt động về tất cả những vấn đề về điều trị, về chuyên môn cho tất cả các khoa phòng, nhất là khoa hồi sức và khoa nội hai. Cái thứ ba thì chúng tôi cũng tăng cường giám sát phục vụ cho cái khu điều trị cách ly tập trung tại huyện Đại Lộc.
chia sẻ khó khăn với Đà Nẵng, Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam tiếp nhận và điều trị 94 bệnh nhân từ Bệnh viện Đà Nẵng chuyển vào. Trong đó có nhiều bệnh nhân có bệnh kèm như suy thận, suy tim, đái tháo đường, tăng huyết áp và đặc biệt là suy hô hấp nặng phải thở máy. Bệnh viện đã huy động 150 cán bộ nhân viên trực tiếp khám chữa bệnh cho bệnh nhân và 50 người gián tiếp phục vụ công tác hậu cần để vừa thực hiện việc khoanh vùng cách ly phòng chống COVID-19, vừa điều trị tích cực cho các bệnh nhân. Thì bệnh viện chúng tôi vừa là tham gia chống dịch tại tỉnh Quảng Nam, vừa giúp cho Bệnh viện Đà Nẵng để mà giải phóng bớt bệnh nhân ở tại Bệnh viện Đà Nẵng. Cho nên công việc thì nó cũng rất là khó khăn, vất vả. Và tất cả cán bộ nhân viên của bệnh viện cũng đã hết cái tâm huyết của mình để mà phục vụ cho cái công việc hiện nay. Với sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam và sự hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam quyết tâm cao nhất để cứu chữa bệnh nhân từ Đà Nẵng chuyển vào. Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam rất cần sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang những thông tin trên thế giới. Thưa quý vị, thế giới cần đoàn kết cùng nhau đối mặt với những mối đe dọa toàn cầu vì một thế giới không vũ khí hạt nhân. Đây là thông điệp được Thị trưởng Hiroshima gửi gắm trong bài phát biểu tưởng niệm 75 năm ngày thành phố Nhật Bản này bị Mỹ thả bom hạt nhân, khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng. Dù buổi lễ diễn ra với quy mô thu hẹp do đại dịch COVID-19, song cũng như mọi năm, sự kiện tiếp tục là lời nhắc nhở về khát vọng hòa bình của nhân loại. Đúng 8 giờ 15 phút sáng ngày 6 tháng 8 theo giờ địa phương, thời khắc mà cách đây 75 năm, Mỹ thả quả bom nguyên tử đầu tiên trong Thế chiến thứ hai xuống Hiroshima, tiếng chuông tưởng niệm đã vang lên. Tất cả dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân. Toàn bộ sự kiện được phát sóng trực tuyến. Chỉ những nạn nhân sống sót, thân nhân những người đã khuất và một số quan chức ngoại giao được mời tham dự trực tiếp. Cụ Koko Kondo, nạn nhân sống sót cho biết, "Tôi muốn tất cả mọi người được sống trong hòa bình. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải loại bỏ chiến tranh dưới bất kỳ hình thức nào. Cho dù là vũ khí hạt nhân hay COVID-19, cách duy nhất để chiến thắng là sự đoàn kết của nhân loại." Ngày 6 tháng 8 năm 1945, Mỹ đã ném quả bom nguyên tử đầu tiên xuống thành phố Hiroshima, khiến 140.000 người thiệt mạng. 3 ngày sau, Mỹ ném quả thứ hai xuống thành phố Nagasaki, khiến 74.000 người thiệt mạng. Theo kế hoạch, buổi lễ tưởng niệm tại thành phố Nagasaki năm nay vẫn sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 8. Trong bối cảnh cả thế giới vẫn đang đi tìm một loại vaccine ngừa virus SARS-CoV-2, thì nhiều chuyên gia y tế tin rằng kháng thể đơn dòng có thể là phương pháp có tiềm năng rất lớn trong việc điều trị COVID-19. Khi virus xâm nhập vào cơ thể người, hệ miễn dịch sẽ có phản ứng ban đầu và sản sinh ra các kháng thể nhận diện và ức chế virus, ngăn không cho nhiễm trùng lây lan ra các bộ phận khác. Kháng thể đơn dòng được phát triển và chế tạo tại các phòng thí nghiệm là bản sao của các protein tự nhiên trên, có thể được tách ra và sản xuất với số lượng lớn để điều trị cho các bệnh nhân. Theo các nhà sản xuất dược phẩm, kháng thể đơn dòng có thể được sử dụng để tạm thời ngăn ngừa sự lây nhiễm ở những đối tượng dễ gặp rủi ro cao như nhân viên y tế hay người lớn tuổi. Chúng cũng có thể được sử dụng như một cầu nối trị liệu cho đến khi vaccine ngừa COVID-19 phổ cập rộng rãi. Singapore chính thức áp dụng bộ quy tắc ứng xử đầu tiên dành cho người đi bộ bắt đầu từ tháng 8 này. Bộ quy tắc mới sẽ bổ sung vào các quy định và hướng dẫn hiện hành cho các phương tiện tham gia giao thông khác. Bộ quy tắc mới yêu cầu người đi bộ nên tránh đi trên những tuyến đường chung xe cộ, cố gắng tối đa đi trên những phần đường dành cho đi bộ, đi phía bên trái đường trừ phi đi vượt qua người khác và không nên sử dụng điện thoại di động trong khi di chuyển. Bên cạnh đó, quy định cũng cấm người dưới 16 tuổi sử dụng các xe scooter điện mà không có sự giám sát của người lớn và cấm sử dụng điện thoại khi lái xe. Singapore hiện có bộ quy tắc ứng xử dành cho người sử dụng các tuyến đường công cộng, tập trung vào những người đi xe đạp hay xe scooter điện. Một loạt biện pháp khác đã được đề xuất và đưa ra sau khi gia tăng các vụ cháy nổ và tai nạn liên quan đến xe scooter điện hồi năm ngoái. Thưa quý vị, tận hưởng những giây phút vui vẻ, hạnh phúc có lẽ là một trong những bí quyết để vượt qua quãng thời gian khó khăn trong mùa dịch COVID-19. Còn nếu bạn chưa biết phải tìm hạnh phúc ở đâu, thì xin mời các bạn cùng tới thăm Bảo tàng Hạnh phúc mới mở cửa cách đây không lâu ở Đan Mạch. Bảo tàng Hạnh phúc rộng 240m² nằm trên một con phố ở thủ đô Copenhagen. Khi tới đây, khách tham quan được thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật, tranh ảnh hay những video chứa thông điệp liên quan tới khái niệm hạnh phúc.
Bên cạnh đó, họ cũng được tham gia nhiều hoạt động tương tác rất hấp dẫn. Nhiều khách tham quan đã bày tỏ vô cùng thích thú khi đến với bảo tàng đặc biệt này. Bảo tàng cũng chia sẻ những câu chuyện về hạnh phúc của quốc tế và giải thích tại sao các quốc gia Bắc Âu như Đan Mạch, Phần Lan lại được xem là những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại một câu chuyện thế giới hôm nay. Tiếp tục chương trình, chúng ta cùng đến với những thông tin tình hình dự báo thời tiết. Thành phố Tam Kỳ mây thay đổi, ngày nắng, nóng nhẹ, đêm không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, độ ẩm từ 60 đến 90%, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Thành phố Hội An mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm từ 60 đến 90%, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Thị xã Điện Bàn mây thay đổi, ngày nắng, nóng nhẹ, đêm không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, độ ẩm từ 58 đến 88%, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Thị trấn Núi Thành mây thay đổi, ngày nắng, nóng nhẹ, chiều mai có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, độ ẩm từ 58 đến 88%, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Thị trấn Trà My mây thay đổi, ngày nắng, chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, đêm không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, độ ẩm từ 68 đến 96%, gió nhẹ. Thị trấn Thạnh Mỹ mây thay đổi, ngày nắng, nóng nhẹ, chiều mai có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, độ ẩm từ 65 đến 94%, gió nhẹ. Thị trấn Brau mây thay đổi, ngày nắng, chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, đêm không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, độ ẩm từ 68 đến 94%, gió nhẹ. Thưa quý vị, 30 phút của chương trình Thông tin Ngày Mới đã kết thúc. Chương trình được phát sóng vào lúc 6 giờ sáng hàng ngày và phát lại vào lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày. Và quý vị cũng có thể theo dõi trực tuyến trên website của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam ở địa chỉ www.qrt.vn. Chúc quý vị và các bạn ngày làm việc hiệu quả. Thân ái, chào tạm biệt.